Xin chào quý anh chị quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư cũng như các khán giả của nhà đất Hồng Sơn. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn nhà biệt thự cực đẹp với tổng diện tích là 380 m². Hôm nay em đang có mặt trên sân vườn. Căn nhà này tọa lạc tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, kế với siêu thị Bixi, kế với quốc lộ 1K. Siêu thị Bixi bây giờ là siêu thị Go rồi nhé. Căn biệt thự hôm nay em sẽ giới thiệu là một căn biệt thự vườn, ngang 14m, sâu 27m. Nhà đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Căn nhà này có hướng chính bắc, nằm kế bên con đường quốc lộ 1K. Từ nhà này di chuyển ra quốc lộ 1K chỉ chưa tới 100m nhé, là ra tới quốc lộ 1K rồi. Cách siêu thị Go khoảng hơn 1 cây số. Nhà này cách hội trường Đông Hòa tầm khoảng 1 km thôi nhé. Đây là view không gian sân vườn của căn biệt thự vườn nhà mình. Ngoài đây chủ nhà trồng hoa lan cũng như nhà uống cà phê, view hồ. Bên đây có căn nhà ở. Căn nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, view sân vườn rất là đẹp nha. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nha. Biệt thự này ngang 14, sâu 27, tổng là 380 m², nhà đã được chủ nhà hoàn công rồi. Căn nhà này có con đường phía trước rộng 6m thông. Ở đây mình có thể để được 3-4 chiếc xe hơi ở không gian sân vườn nhà mình nha. Bây giờ em sẽ ra quay con đường phía trước cho quý vị mình xem này. Đây là con đường phía trước rộng 6m nhé. Từ đây di chuyển ra quốc lộ 1K tầm khoảng vài trăm mét thôi. Đây này. Đây là quốc lộ 1K này. Ở đây có quán xá đầy đủ hết nha. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Cổng này. Nhà một trệt một lầu, phía trên chủ nhà lợp ngói và có view sân vườn rất là đẹp nha. Này. Sân vườn rất là đẹp nha. Quý anh chị đang xem, nếu thấy căn nhà này đẹp, hãy tặng cho nhà đất Hồng Sơn một like để em có động lực review nhiều căn nhà đẹp cho quý vị xem nhé. Nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày. Chúc quý vị mình xem tham khảo nhé. View sân vườn ở ngoài. Bây giờ em sẽ vào trong quay căn nhà chủ nhà đang ở. Quay sơ sơ thôi. Để quý vị nào có nhu cầu đi xem thì em dẫn vào xem trực tiếp và kỹ hơn nhé. Đây có hồ này. Trên đây chủ nhà trồng lan nhé. Bây giờ di chuyển vào cửa chính của căn nhà. Nhà này một trệt một lầu, trên chủ nhà lợp ngói. Ở đây có thêm một lớp cửa Oriental ở đây nhé. Nội thất rất là xịn sò. Phòng khách ở đây chủ nhà lót sàn gỗ này. Đây sàn gỗ căm xe nhé. Rất là đẹp. Không gian phòng khách này. Trên này chủ nhà đúc kiên cố, một trệt một lầu. Nhà đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Phía trên chủ nhà lợp ngói, rất là mát mẻ nha. Nhà 4 phòng ngủ. Di chuyển vào phía trong căn nhà mình. Ở đây có phòng ngủ cũng như phòng làm việc. Ở đây nha. Phía sau có phòng vệ sinh. Quý vị nào có nhu cầu đi xem, có tầm tiền nhu cầu xem biệt thự như thế này, em sẽ dẫn xem trực tiếp luôn. Em sẽ review sơ sơ thôi nhé.
Bây giờ mình lên trên lầu trên. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn bằng inox, rất là đẹp. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 16 tỷ 500 triệu đồng. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu mua thì xem nếu ưng thì thương thảo, thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà sẽ có mức giá tốt nhất cho quý vị. Đây có phòng thờ này. Bây giờ view phía trước căn nhà mình nhé. Sân vườn này. Nhà rất là đẹp nhé. Bên đây có một căn nhà nữa, chủ nhà lợp ngói của căn nhà này luôn. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, em sẽ dẫn xem trực tiếp luôn nhé. Nhà 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Khoảng trống này mình có thể làm phòng sinh hoạt chung được nhé. Bên đây có phòng ngủ tiếp theo này. Đây có phòng ngủ, có giường tầng, có phòng vệ sinh riêng trong phòng. Đây có các kệ cũng như tủ áo, bàn học đầy đủ hết. Đây là phòng của các cháu nhé. Đây có sân thượng sau này. Ở đây mình kê máy giặt phơi đồ ở đây được luôn nhé. Nhà rất là đẹp. Đây. Nhà này có hai sổ. Bên đây sổ bên ngang 14, sâu 27, tổng diện tích là 380 m². Nhà đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà đúc một trệt một lầu, trên lợp ngói nhé. Rất là mát mẻ. Em sẽ quay từ trên lầu căn nhà này quay xuống cho quý vị xem này. Đây có phòng vệ sinh cũng như phòng giặt. Đây có hai phòng vệ sinh, phòng giặt trong đây luôn nhé. Tầng trên này, nhà rất là đẹp nha. Ngang 14, sâu 27, giá 16 tỷ 500 triệu đồng. Đây phòng bếp này. Phòng bếp nấu ăn của căn nhà này. Biệt thự rất đẹp nha. Ở đây có hành lang phía sau. Đây có kho nhé. Nhà lợp ngói hết. Phía sân vườn. Phía sân vườn phía trước này. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho nhà đất Hồng Sơn để em dẫn đi xem trực tiếp luôn nhé. View sân vườn rất là đẹp. Ở bên đây có một nhà ngói đây này. Đây có tủ cá này nhá. Quý anh chị mua ở đây ở. Vị trí này mình kê bàn ghế ngủ uống cà phê, ngồi nhậu ở đây là hết ý luôn nhá. Trên chủ nhà lợp ngói này. Nhà gỗ rất là đẹp nha. Lan rất là đẹp. Em sẽ quay cái nóc nhà trên cho quý vị xem này. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày. Để cho quý anh chị mình xem tham khảo nha. Nhà rất là đẹp. Lan phi điệp. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.